đồng dừng các chốt kiểm dịch. Hàng trăm học trò vùng cao Thanh Hóa co ro ngồi học trong phòng tạm bợ. Độc đáo cách đặt rọ lưới đăng quần đánh bắt thủy sản không cần mồi. Bắt giữ hai vụ mua bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phút đời thường hôm nay, chàng trai 9X bỏ phố về quê làm nông, thu bạc triệu từ những giống cây lạ. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. X Sài Gòn hay về nhân duyên sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kể từ 6 giờ ngày 27 tháng 12. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến ngày 24 tháng 12, tỷ lệ dân số trên địa bàn tỉnh tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 75,9%, trong đó dân số trên 18 tuổi tiêm đủ liều vaccine đạt 96,1%, nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tính đến chiều ngày 26 tháng 12, tỉnh Lâm Đồng có 2 chốt kiểm soát dịch bệnh liên tỉnh đang hoạt động. Chốt số 1 nằm trên đèo chuối quốc lộ 20, huyện Đạo Hoai, tỉnh Lâm Đồng, kiểm soát người dân vào tỉnh Lâm Đồng từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Chốt số 2 nằm tại xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương, kiểm soát người dân vào địa phương từ tỉnh Khánh Hòa. Trong các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt số 1 là chốt thường xuyên quá tải do lượng người vào tỉnh Lâm Đồng nhiều và tăng đột biến khi các tỉnh thành mở cửa đi lại, thực hiện bình thường mới. Những ngày thời tiết lạnh giá này, nhiệt độ ở vùng cao Thanh Hóa luôn ở dưới 15 độ C, nhưng hàng trăm học sinh ở xã vùng cao Yên Thắng, huyện Lang Chánh vẫn miệt mài đến trường học chữ. Mặc dù cơ sở vật chất của trường tiểu học Yên Thắng, xã Yên Thắng vẫn còn khó khăn với phòng học tranh tre nửa lá tạm bợ. Tại điểm trường ở bản Vặn của trường tiểu học Yên Thắng, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay hàng trăm học sinh vẫn phải ngồi học trong phòng tranh tre nứa lá tạm bợ. Mùa đông lạnh giá này, gió lùa tứ bề phòng học tạm bợ khiến cô trò nơi đây co ro tím tái mặt mày. Nhiều hôm nhiệt độ ngoài trời giảm sâu, cô trò phải đốt lửa sưởi ấm trước khi vào lớp. Trường tiểu học Vinh Thắng này có 6 điểm trường, ở trong điểm Vặn này là một trong 6 điểm lẻ cực kỳ khó khăn. Đối với điểm Vặn trường này thì hiện tại là có tổng số học sinh là 147 và chia theo biên chế định biên của năm học là bằng 8 lớp. Thế nhưng mà do cái điều kiện về cơ sở vật chất thiếu thốn nên là hiện tại là chỉ có 6 phòng học kiên cố và 2 lớp là không có phòng học, thì chúng tôi phải huy động bà con là cứ hàng năm một là làm tạm cái phòng che tranh nứa lá để cho các cháu học. Mùa nắng nóng, những phòng học tranh tre nứa lá này có nguy cơ cháy rất cao. Đây là những phòng học do phụ huynh góp luồng, nứa lá cọ dựng lên cho con em mình học tại điểm lẻ ở bản. Ở miền Tây, người dân có rất nhiều cách dẫn dụ để bắt thủy sản thiên nhiên. Trong đó, lú đăng quần đặt dưới sông để bắt các loài cá, tôm hàng ngày cũng là cách làm thú vị để cải thiện cuộc sống. Tận dụng nhà ngó ra bến sông, hơn 7 năm qua, ông Vo Anh ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã dụng công tạo ra nơi dẫn dụ đăng quần cá tôm rất kỳ thú. Kiểu dáng độc lạ, diện tích đăng quần khoảng 100m², hình thành từ 50 cây tre gai, xung quanh bao bọc bằng lưới có kích cỡ rất to, dân gian tạm gọi là rọ lưới đăng quần hứng cá tôm bơi ngược dòng. Nhiều loại thủy sản thiên nhiên như tôm, cá, rắn ếch sống trong đăng quần, rồi chui vào chiếc lú đặt sau miệng hang, có chiều dài từ 5 đến 8m. Tùy theo người sử dụng trang bị, sản vật thiên nhiên con nào to để ăn hàng ngày, loại nào nhỏ bỏ ra thả lại môi trường tự nhiên. Nhiều người tỏ ra thích thú khi tận dụng công suất ra sông đổ cá, mặt nước sông ngòi khá rộng nên kiểu đăng quần bắt thủy sản kiểu này cũng ít ảnh hưởng đến giao thông thủy mà giúp dân lao động kiếm nguồn thực phẩm dồi dào. Sáng nay, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với 2 cá nhân về hành vi mua bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó ngày 23 tháng 12, Phạm Phi Long, 21 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, đang giao thuốc lá điện tử cho khách hàng tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, thì bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Phú Quốc phát hiện thu giữ 5 cây thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra nơi ở của Long tại khu phố 10, phường Dương Đông, công an thu giữ hơn 1.000 chiếc thuốc lá điện tử dạng ống không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Long thừa nhận đã mua số thuốc lá điện tử nói trên ở các trang mạng về bán tại Phú Quốc để kiếm lời. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Phú Quốc cũng đã phát hiện thu giữ 317 máy hút thuốc lá điện tử, 329 lọ tinh dầu và một số phụ kiện kèm theo để phục vụ cho việc hút thuốc tại cửa hàng bán thuốc lá điện tử trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông, do Nguyễn Bửu Long, 33 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ làm chủ. Cửa hàng Long không có giấy phép kinh doanh và toàn bộ số hàng hóa nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chiều ngày 26 tháng 12, Công an xã Đại Tâm phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Xuyên phát hiện hơn 30 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Trong quá trình vây bắt, nhiều đối tượng đã trốn thoát. Riêng 19 đối tượng bắt được thì có 4 đối tượng dương tính với COVID-19 thông qua test nhanh. Lực lượng làm nhiệm vụ còn lập biên bản tạm giữ 34.200.000 đồng, 13 xe mô tô, 10 cặp cửa sắt, 5 con gà, 1 cân đồng hồ, 12 điện thoại di động. Hiện Công an huyện Mỹ Xuyên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng nhận vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy đá để nhận tiền công 100 triệu đồng. Trước đó, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi làm nhiệm vụ trên đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Khi nhận thấy hai thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Người điều khiển xe máy là Trần Long Vũ, 18 tuổi, trú tại xã Đắc Cấm, còn người ngồi sau là Lê Ngọc Vinh, 29 tuổi, trú phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Qua khám xét trên người Vinh, lực lượng công an thu được 2 bịch ni lông chứa tinh thể chất rắn màu trắng nghi là ma túy và một khẩu súng cùng 5 viên đạn. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận 2 bịch ni lông tinh thể rắn màu trắng trên là gần 2 kg ma túy đá. Số ma túy này Vinh nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai với tiền công là 100 triệu đồng. Riêng khẩu súng Vinh mang theo để phòng thân. Vốn là người xuất thân từ gia đình làm nông, chàng trai 9X tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật ô tô đã quyết định từ bỏ công việc ở thành phố Hồ Chí Minh để về quê làm nông cùng với gia đình. Với tinh thần học hỏi và niềm yêu thích, chàng trai ở xã Tâm Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có những bước phát triển với những giống cây trồng mới lạ mang lại thu nhập cao. Một phần vì lý do sức khỏe cha mẹ ở quê nhà, mặt khác vì yêu thích cây trồng, anh Nguyễn Phúc Sang đã có một bước đi mạo hiểm, bỏ công việc ở phố để về quê làm nông, bắt đầu từ con số 0. Khi mới đầu về quê thì mình không có phân biệt những cái cây mình đang trồng đâu. Thì khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần sau mình mới phân biệt được tất cả các cây. Xong rồi mình học cách tưới vườn, rồi bón phân, chăm sóc hai chậu, rồi mình xịt thuốc. Mình học hỏi từ cha, xong rồi mình học hỏi thêm trên mạng. Mình coi những cái cách chăm sóc của những người trên mạng. Từ một người không biết phân biệt các loại cây, chỉ sau hơn một tháng học hỏi, chàng thanh niên này đã trở nên yêu thích việc trồng trọt và thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu những giống cây mới. Những giống cây hiện có tại vườn thường là những giống cây mới lạ như nho thân gỗ, hồng phụng, tắc cẩm thạch. Đặc biệt trong thời gian gần đây, anh đang nghiên cứu thêm giống vú sữa hoàng kim, thu về những kết quả ban đầu khá khả quan. Không chỉ tìm hiểu giống cây mới, anh Sang còn tìm cách tạo hình để tăng giá trị cây trồng. Tại vì thường những cái cây này thì không có tạo những cái kiểu dáng nào nó lạ. Nhiều khi người ta trồng để lấy quả thôi. Còn nhiều khi mình về đây mình tìm cách mình làm bonsai, mình làm cho nó đẹp hơn, có kiểu này hơn. Thì cái nho này, nho thì nó có nhiều cái kiểu lắm, nhiều cái nhánh thì mình có thể làm cái kiểu này kiểu kia. Mình có thể làm bonsai, tạo thêm, tăng cái giá trị của cái cây đó lên. Không những thế, vốn là người trẻ nên anh Sang luôn muốn làm nông theo hướng hiện đại.
nên ngoài việc tìm tòi cách áp dụng kỹ thuật mới, Sang còn học hỏi cách mang những sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng xã hội. Lúc đầu mình đăng bài thì ít người tìm hiểu lắm. Mình phải tiếp cận đến những cái trang mạng xã hội, những cái trang mà bán hàng online, rồi mình quảng cáo, quảng bá sản phẩm của mình. Tại vì mình là nhà vườn thì mình thường mình bán cho lái thì nhiều hơn, mình bán online. Khi mà mình về đây thì mình bắt đầu mình bán online thì nó là một con số 0. Thì mình bắt đầu từ con số 0 đó thì mình từ từ mình giới thiệu, mình quay YouTube, mình đăng lên Facebook, mình đăng lên những cái trang mạng xã hội á. Thì từ từ có nhiều người ta biết tới, người ta tìm tới, người ta coi, người ta biết cái vườn mình như thế nào, cách chăm sóc như thế nào thì người ta tìm tới, người ta mua. Trung bình mỗi tháng, anh Sang thu về 5 đến 10 triệu. Vào mỗi dịp Tết, có thể thu về hàng chục triệu từ việc bán cây giống. Với mỗi cây trưởng thành, anh Sang thu về từ vài triệu, thậm chí gần 20 triệu mỗi cây. Ngày nay, càng có nhiều người trẻ chọn về quê làm nông nghiệp. Việc này tuy là một bước đi khá táo bạo, nhưng lại có những mặt tốt, nhất là trong việc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, mang làn gió mới đến với việc làm nông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!